Macaulay Culkin, sao ở nhà một mình làm cha lần đầu, bạn đã thấy mình già chưa? Cựu ngôi sao nhí nổi tiếng nhất nước Mỹ, Macaulay Culkin và bạn gái lâu năm Brenda Song, diễn viên đóng vai tiểu thư London Tipton trong Zack & Cody, đã vừa chào đón con trai đầu lòng. Em bé tên Dakota Song Culkin, nặng 2,7kg, được đặt theo tên chị gái đã mất của Macaulay. Cô qua đời ở tuổi 29 trong một vụ tai nạn xe năm 2008. Cậu bé mang họ của cả bố lẫn mẹ. Trong thông báo sinh con, Macaulay và Brenda Song nói, chúng tôi tràn ngập vui sướng. Tháng 2 năm ngoái, Macaulay đã chia sẻ với tờ Esquire về mong muốn có gia đình nhỏ với Brenda Song, bạn gái 4 năm của anh. Anh nói, chúng tôi cố tìm hiểu, chọn đúng thời điểm. Không điều gì làm tôi hứng thú hơn việc cô gái mình yêu bước vào phòng và nói lời yêu mỗi ngày. Brenda Song cũng từng chia sẻ với Esquire về mối quan hệ với Culkin. Ở bên anh ấy lúc nào tôi cũng hạnh phúc. Trước khi có em bé, cặp đôi đã cùng nhau chăm sóc nhiều thú cưng. Trong đó có 2 con mèo, 1 con cá, 1 con chó và 1 con chim. Theo Belfast Telegraph, Macaulay Culkin là một trong những diễn viên nhí thành công nhất thập niên 1990. Nhất là vai diễn Kevin McAllister trong loạt phim Ở nhà một mình. Hiện tại, sao nhí nổi tiếng một thời bận rộn quay phim, chuẩn bị tái ngộ khán giả truyền hình trong phần 10 của loạt phim kinh dị American Horror Story. Anh đóng cùng các ngôi sao nổi tiếng như Sarah Paulson, Kathy Bates, Billy Luok, Evan Peters và Lily. Culkin và Song quen trên một phim trường ở Thái Lan vài năm trước. Cặp sao hẹn hò hồi giữa năm 2017 và chuyển đến sống chung. Culkin nhiều lần thổ lộ muốn lập gia đình, có con với Song. Tôi muốn một con gái, một con chó, một con mèo. Chúng tôi yêu thích cuộc sống gia đình, diễn viên nói trên chương trình Joe Rogan Experience năm 2018. Tin tức Brenda Song và Macaulay Culkin sinh con khiến các fan của họ bây giờ đã trở thành các ông bố bà mẹ chứ không còn là khán giả nhí, không tin nổi. Một người bình luận, nếu ai đó nói với tôi lúc 10 tuổi là một ngày nào đó London Tipton và Kevin McAllister sẽ có con với nhau, tôi sẽ rất sốc. Người này đề cập đến nhân vật cô nàng đồng đảnh London Tipton trong phim Still Life of Zack & Cody của Song và cậu bé Kevin McAllister của Culkin trong loạt phim Home Alone. Người khác bất ngờ là sao, diễn viên Home Alone đã lớn và có con với London Tipton. London Tipton và Macaulay Culkin có con á, cho tôi một phút để bình tĩnh lại. Macaulay Culkin, sinh năm 1980, được khán giả yêu thích từ nhỏ sau thành công của loạt phim Home Alone. Anh vào vai cậu bé lém lỉnh, đáng yêu Kevin McAllister. Khi trưởng thành, Macaulay Culkin thay đổi hoàn toàn với vẻ ngoài bụi bặm. Cuộc sống tai tiếng, nghiện ngập và không có dự án điện ảnh nào nổi bật. Năm 2013, anh thành lập ban nhạc rock Pizza Underground với vai trò ca sĩ. Từng có thời Macaulay sống ẩn giật, cơ thể tiều tụy, gây ra xương khiến mọi người đồn anh nghiện heroin sắp chết. Từ khi yêu Brenda Song, Macaulay tìm lại niềm đam mê với phim ảnh và có cuộc sống vui vẻ, tích cực. Bên Brenda Song, Macaulay Culkin đang có cuộc sống bình yên và hạnh phúc sau những tháng năm sóng gió. Trước khi đến với Song, Culkin từng hẹn hò Mila Kunis 8 năm trước khi chia tay vào 2011. Culkin cũng từng kết hôn với nữ diễn viên Rachel Miner năm 1998 nhưng ly hôn 2 năm sau đó. Năm 2018, Macaulay Culkin lần đầu bước lên thảm đỏ sau nhiều năm im ắng. Hình ảnh nam tài tử lịch lãm trên thảm đỏ American Music Awards không khỏi khiến fan xúc động. Sau thời gian ở ẩn, Macaulay Culkin đã lột xác hoàn toàn về ngoại hình và bắt đầu quay trở lại với các tác phẩm gây tiếng vang. Tuy nhiên sự nghiệp của anh không mấy rực rỡ mà khá bình lặng. Hình ảnh mới nhất của Macaulay Culkin khiến công chúng không khỏi bồi hồi và xúc động. Giờ đây, nam diễn viên đã trở nên chỉnh chu, nghiêm túc hơn hẳn mỗi khi đứng trước máy quay. Anh cũng tút lại được vẻ ngoài sau thời gian nỗ lực bồi bổ, chăm chút. Năm 2018, cảm xúc của mọi người chợt ùa về khi anh chàng lại hóa thân thành Kevin McAllister trong đoạn clip quảng cáo của Google. Lần này, cậu bé lại bị bố mẹ bỏ rơi ở nhà một mình. May mắn thay, anh chàng không còn cô đơn nữa khi đã có cô trợ lý Google Assistant giúp đỡ mọi việc. Người bạn này thể hiện mọi kỹ năng cực xịn như thắp đèn, đốt lò, khóa cửa an toàn, giải trí. Tất tần tật những gì mà anh đã phải làm một mình cách đây 28 năm. Google cũng khiến bọn trộm phải tránh xa căn nhà của Kevin khi tưởng rằng anh không ở một mình. Giá như Google có sớm hơn thì anh chàng đã không phải khổ sở như thế. Đoạn clip này nhanh chóng lan tỏa và nhận được phản ứng tích cực của cộng đồng mạng. Chỉ mới 24 tiếng trôi qua mà đoạn clip đã có 12 triệu lượt view và 245.000 like trên trang YouTube. Các bình luận đều khen ngợi sự thông minh của đội ngũ Google và cho rằng đây là phiên bản Home Alone 3, rút gọn cực kỳ sáng tạo. Brenda Song sinh năm 1988, là diễn viên người Mỹ gốc Thái, Lào. Bố cô là người Hơ Mông ở Lào, mẹ là người Mỹ gốc Thái Lan. Bố mẹ Brenda Song, họ gốc là Siong, di cư từ Lào sang Mỹ vào năm 1976. Brenda chào đời tại Carmichael, California, đến khi 6 tuổi gia đình chuyển tới Los Angeles để ủng hộ cô theo đuổi diễn xuất. Trong suốt nhiều năm, Brenda là ngôi sao nhí của Disney và thành công nhất với vai diễn London Tipton trong loạt phim The Still Life of Zack & Cody, cuộc sống thượng hạng của Zack và Cody. Năm 2011, Song từng đính ước với Trace Cyrus, anh trai Miley Cyrus. Tuy nhiên, hai người hủy hôn 2 năm sau đó. Tưởng đã chết vai tiểu thư nhà giàu ngốc nghếch London Tipton, Brenda Song vẫn khiến khán giả phải trầm trồ với hình ảnh một Wendigo rất duyên dáng mà sắc bén, giỏi võ thuật. 14 năm sau Wendigo công chúa chiến binh, nữ diễn viên sinh năm 1988 vẫn miệt mài tham gia các hoạt động điện ảnh và truyền hình. Mới đây nhất, cô xuất hiện với vai chính trong bộ phim Secret Obsession của Netflix và Don't Face của Hulu. Nữ diễn viên đã công khai hẹn hò với ngôi sao Home Alone là Macaulay Culkin từ năm 2017. Hai người đón con đầu lòng năm 2021.